xin chào các bạn. Uầy, tính ra từ tháng 8 năm ngoái đến bây giờ là tôi mới làm clip lắp mô hình lại đấy không ạ? Đợt mà tôi mới chuyển nhà là tôi có đặt một đống mô hình đấy, các ông thấy ạ. Nhưng mà đặt từ hồi đấy nhá, xong rồi bây giờ có một số mô hình nó mới về cơ. Thế là thành ra là phòng tôi bị bứ, không có chỗ để nữa. Nhưng mà thôi, lỡ về rồi, lỡ đặt rồi thì anh em mình cứ làm clip lắp mô hình tiếp các bạn nhá. Let's go. Thương ngài. Bụi bây giờ mẹ biết lau thì đéo gì. Mà tôi chuyển nhà đấy bây giờ là tôi quen với cái hình ảnh có một con Vegeta, con cá đích tóc màu xanh dương ở đằng sau background tôi rồi. Nhưng mà từ bây giờ là mình sẽ đổi lại các ông ạ. Đây, nó sẽ là con này nhưng mà thiếu cái đầu. Bây giờ anh em mình mở nốt cái đầu nhá. Trên này có chữ M là Misi Gaming đó. Đi ra mày ra bê hộ anh cái thân vào đây cả. Ui, trông được vãi đái nhở. Từ cái hồi mà tôi nhìn hình nó một cái để tôi đặt mua ấy là tôi ưng luôn. Đặt luôn từ lúc đấy bây giờ, mà từ cái hồi mà tôi chuyển sang nhà là bây giờ là 8 tháng rồi không ạ. À, con này là số 78 trên 99, nghĩa là nó chỉ làm 99 con thôi. Và con này của tôi mua là số 78 đấy. Bây giờ tôi sẽ bê con này lên để thay cái background cũ của tôi là bằng con tóc màu xanh dương đấy các bạn nhá. Từ khi mà tôi chuyển sang nhà mới, bây giờ chắc là các ông quen với cái hình ảnh có một con cá đích tóc màu xanh dương ở đằng sau rồi. Nhưng mà nó bị một cái vấn đề đấy là nhà tôi thì có hai con cá đích mà nó cùng hãng với nhau, nên là hai cái đầu này với cái đầu kia nó y hệt nhau, nó không khác một tí gì cả, nó chỉ khác mỗi cái màu tóc thôi. Thì còn tôi lại còn đổi đầu với nhau trông cho nó vui cơ mà. Thì tôi đang muốn là nếu như bỏ cái này đi thì thay con khác vào thì trông nó phòng nó mới hơn, nó không bị lặp lại nhau đấy, kiểu như thế. Với cả tóc của con kia nó màu vàng, trông background nó sẽ chóe hơn, trông nó đỉnh cao hơn. Thế về để tôi đổi nhá các ông nhá. Đấy, bình thường là phải có mấy cái đèn này để đằng sau trông nó đỡ tối không ạ? Chắc trên stream các ông chả nhìn thấy cái này đâu. Cái này là cái đo sức mạnh. Quang này, hộ anh gái Quang này. Cái này không liên quan gì đến con cá đích đâu nhá. Chẳng qua là cái đợt mà tôi mua về xong rồi là tôi chả biết để đâu cả, nên là tôi cứ treo tạm ở đây. Nhưng mà thành ra nó lại hợp. Đấy, cầm mỗi hông một cái đi, tại đéo có chỗ để đâu. Hợp lý luôn. Rồi đấy. Rồi đấy. Bố béo đặt thử cái đầu vào xem nào. Trông hợp lý không? Ui. Đây là băng đạn của con cá đích cũ đấy. Tôi sẽ trân trọng trao lại cho bạn cá đích mới. Thế là tôi đã có quả background mới rồi các bạn. Giờ chúng ta mở thêm một con mô hình nữa nhá. Cắt đi em ơi. Con này nếu như là tôi không nhầm thì nó là con rồng Namek.
Nếu như các bạn mà đọc truyện 7 viên ngọc rồng thì các bạn sẽ thấy là có hai con rồng tất cả. Một con rồng Namek sẽ cho các bạn 3 điều ước. Còn tiếp theo là con rồng trái đất. Rồng trái đất thì phà kè hơn, chỉ cho các bạn một điều ước mà thôi. À, tôi từ đầu là nó tôi nhìn thấy là nó phát hành cả hai bản, một bản là rồng Namek, một bản là rồng trái đất, và tất nhiên rồi tôi sẽ mua rồng Namek để tôi có 3 điều ước các bạn ạ. Cho anh mượn con dao cái xem đấy. Ui, trông mẹ nhìn qua là thấy nó đẹp rồi đấy. Wow, hại bạn. Đây rồi. Ui, ui, giống không? Đúng rồi, năm mấy không? Giống, giống ba điều ước đấy. Cái đế nó đâu? Cái đế? À, cái đế nó ở thùng bên kia rồi. Bố béo, bố béo. Về giữ anh con này cái. Ngược mẹ rồi. Tôi có cái tủ chống ẩm này là cái tủ mà để máy ảnh ấy. Vì thường quay vlog cho các ông xong là máy ảnh lúc nào tôi cũng cất hết vào trong rồi này. Bên trên này tôi để cái hộp đồng hồ. Đồng hồ này thì có một cái đồng hồ đi Hồng Kông, chắc là các ông biết rồi đúng không? Còn cái đồng hồ này là sinh nhật bố béo tặng. Cái hộp đồng hồ này bây giờ để đây nó không còn hợp lý nữa. Tôi sẽ bỏ cái hộp đồng hồ đi để tôi để con rồng Namek ở trên này. Trước thì muộn quá rồi nên tôi chỉ lắp được hai con đấy thôi, các ông vừa xem clip rồi đấy. Hôm nay là một buổi quay khác rồi, tôi mặc quần áo nó hơi bị khác một tí, tôi cứ giải thích luôn nhỡ các bạn lại thắc mắc. Tối nay tôi lắp thêm ba con mô hình nữa, một con Fize, một con trong Devil May Cry với cả là một con Goku cao 2,5m tỷ lệ 1:1 mà tôi chờ nửa năm nay rồi nó mới về các ông ạ. Thì con Goku ấy tôi đang định là để ở góc này. Bây giờ tôi phải bê cái xe này lên trên tầng 4 phòng của mẹ tôi để tôi để trên đấy luôn. Thì tí nữa tôi lắp con Goku ấy cho nó tiện các ông ạ. Anh Ben bê ô tô cùng em anh Ben. Đó được, mẹ cái này nó dài quá mày phải dựng lên cơ. Rồi, đấy mày vào đây. Rồi, bấm tầng 4 đi. Nhấc đi mẹ, nó có cái động cơ nên là nó đéo lăn được bánh đâu. Ôm cua đây. Vào luôn. Từ, hạ xuống đã để tao phải đỗ lại xe đã. Mẹ, đau hết cả lưng. Cái màu đỏ này là cái mà trước con Linh Ngọc Đàm nó tặng ấy. Ừ. Xong bây giờ lòi ra thêm con xanh này nữa. Thề, dã man. Này các ông nhìn mẹ tôi có quả bộ sưu tập gấu bông.
À, chưa khoe cả các ông, hôm trước tôi nhận được cái tranh này rồi. Cái tranh này chắc các ông xem trên bộ tộc rồi đúng không? Thì hôm trước ra sân bóng, bạn ấy cầm ra bạn tặng tôi luôn. Tôi cũng chưa biết để đâu rồi, tôi cứ để tạm đây đã. Sắp tới tôi sẽ gom lại hết tất cả những cái tranh ảnh mà các bạn vẽ tặng để làm thêm một cái tường đây nữa. Con mèo này trông đẹp hơn nhỉ? Con này trông hơi vuông vuông. Đây là cái bàn làm việc của mẹ tôi. Mẹ tôi thích mèo lắm. Hôm trước tôi vừa mới mua mấy cái mô hình linh tinh, thế là tôi thấy bộ sưu tập 10 con mèo trông đáng yêu dã man, nên là tôi quyết định là mua về để lên phòng làm việc của mẹ tôi. Để hôm nào mẹ tôi xuống cái sẽ thấy bất ngờ, nhiều mèo quá. Ở quê tôi có một con mèo tên là Nhu Nhi. Về nhà mẹ tôi gọi Nhu Nhi, Nhu Nhi, Nhu Nhi. Thế là thằng cáo nhà tôi gọi luôn là cáo Nhu Nhi. Tại nghe cái kiểu từ đấy nghe nó bị ám ảnh các bạn. Nhu Nhi, Nhu Nhi, Nhu Nhi. Đấy. Ten ten. Hai con này về lâu lắm rồi đấy. Tôi để trên kho được khoảng 2 tháng nay rồi. Hôm nay mới làm clip lắp mô hình thì mới dồn về lắp. Cái kho này ngày xưa cái hồi mà cái clip mới chuyển nhà ấy, các ông nhìn cái kho rõ gọn. Bây giờ cái kho kín mẹ hết rồi. Ben kéo nốt cái thùng ra này. Lấy dao Ben này. Cái hãng này tôi chưa mua bao giờ các ông ạ. Cái đợt mà tôi thấy ra 3 con tất cả thì tôi đặt cả 3. Nhưng mà năm nay nó mới phát hành có 1 con. Mà các ông nhìn cái tờ hướng dẫn này là đã thấy là nó bị nhiều chi tiết dã man. Nó không phải là như mấy cái bộ Goku mình hay lắp, chỉ đập vào là xong. Cái này nó còn có kiếm này, còn có tay này, chân này, đầu này, đủ các loại thể loại luôn. Đến lúc lắp xong thì nó sẽ như này. Nhìn hình thì các ông nhìn hơi khó một tí, nó hơi bị lóa một tí. Nhưng mà đợi tí tôi lắp xong phát là nhìn nó lại lung linh ngay. Này, thực ra là mình úp mẹ xuống xong rồi là mình kéo lên thì nó dễ hơn đấy Ben ạ. Đúng rồi. Ui, đéo thì sao dưới đây thủng một lỗ thế này. Úp mẹ ăn chuột à? Phải chuột không? Đâm đéo thì mẹ ăn, đây là chuột. Rách cả ngoài á? À? Đâu? Ờ đúng rồi, chuột thì nó phải gặm gặm chân vết chứ, đúng không? Con này bị nhiều phụ kiện quá các ông ạ, nên là bây giờ mình lại phải đau đầu chọn ra cho nó cái bộ nào đẹp nhất để trưng ở trong phòng. Đấy, còn những cái đồ cũ còn lại mình lại phải cất đi để lên trên kho. Thế mới khổ cơ. Tôi thử hết tất cả những cái loại vũ khí của nó rồi nhưng mà cái nào nó cũng bị vướng cái chân này không ạ? Cái chân này nó thấp quá nên là phải lắp cái tay súng này. Thôi thì tạm vậy. Lắp con khác không nhá.
Con này là cùng bộ với cả con Gohan này, với cả con Goku này, với cả con Sen Gohan này các ông ạ. Nó là cái bộ kiểu như là từ lúc bé đến lúc lớn ấy. Trông thế thôi nhưng mà lắp lâu dã man không ạ. Nó kiểu cứ mấy cái chi tiết lặt vặt xong rồi mình cứ phải mò mò xem nó lắp ở đâu ấy. Cứ mỗi con trung bình khoảng tiếng. Trong khi ngồi edit lại xong rồi lên xem clip các ông xem cứ mỗi con mấy phút là xong mẹ rồi. Trong khi bọn tôi quay đau hết cả lưng không ạ. Đây bây giờ là xong con này rồi đấy. Anh em mình xuống dưới tầng lắp nốt con Goku 2,5m nữa là xong. Đây tôi cho các ông xem bốn cái thùng của con Goku này. Đây là một cái này. Đây ba cái nữa này. Nhiều dã man luôn. Mà tôi không thể bê được mấy cái thùng này lên trên tầng 2 để lắp ấy. Nhưng bây giờ phương án mà tôi thấy hợp lý nhất đấy là tôi bóc thùng ở đây luôn. Xong là tôi gỡ ra, xong anh em sẽ bê từng bộ phận lên trên tầng 2, xong tí nữa mình gắp luôn, lắp luôn một thể. Thì nó là hợp lý nhất. Nhá. Mẹ to vãi lìn. Ui, hình như đây là ngọc rồng hay sao ấy. Tuyệt mà. Nhìn cái ngọc rồng vãi trưởng ạ. Ui, đây là ngọc rồng 7 sao. Đỉnh vãi. Từ từ nhá, bây giờ anh em chuyển mấy cái hộp ngọc rồng này lên trước đi. Câu nhìn của dâu rồng vãi trưởng không? Dài dã man ấy. Này, cầm hai dâu rồng. Bây giờ nhìn mấy anh chui được vào trong không để bê cái này lên đây. Mỗi cái đế là như thế này rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái đế này là cái khó nhất rồi. Còn mấy cái kia là nó mấy cái bộ phận nhỏ nhỏ nên mình mang từng đồ lên được. Này thu tiền đây, bét đây, bét đây. Mẹ đây là cái gì nào? Nhẹ nhẹ thôi để cho cái xốp nó đỡ bay chúng mẹ. Không phải như em dọn cửa lắm. Đấy. Quanh hai cái đủ gạo nhỉ? Chiều mất chân giữa. Như vậy, bê lên tầng ngoài kia. Đặt cẩn thận nhá. Để cất cái thùng này luôn em. Bông bên mình đâu về em mà. Bông mình đâu? Được, được. Ôi, con này nhẹ thế nhỉ? Con này nhẹ thế nhỉ? Đặt phải luôn. Đi. Ôi đây của đây cái là cái dài cái nít rồi. Ủa.
chắc. Bê đầu kia đi. Bê cẩn thận nhá, đập vào tường ấy. Chết đi, kiếm này đi chứ. Dã man không ạ? Mà tôi xem hình các thứ rồi mà tôi cũng chưa tưởng tượng ra là nó lại kinh khủng đến cái mức này. Ui, giống sinh nhật vãi. Thôi, happy birthday. Thêm lên trên 2 phần nghìn. Thân trên chuẩn luôn. Mẹ ướt hết người rồi. Hôm nay anh em mình vận động nhiều, tay chân nhiều. Hôm nay tốn nhiều calo vậy. Ấy, sao phải con gì giống này anh thôi. Mẹ gãy cụ rồi. Ok. Ừ, này là gãy thế em ạ. Gãy nhá. Oh my god. Anh đã bị bắt. Bị tội giết người. Mời anh lên phường. Bị tội quá trâu. Đọc sáng thôi. Sao? Ngày mai vợ tôi chửi tôi vãi đái luôn. Thế. Xong rồi. Anh em mình lên dưới tầng lắp đi các bạn. Cái nào là chân trái, cái nào là chân phải nhỉ? Đây chính chắn. À đâu, cái này chân phải. Cái này chân trái. Thế là phải đổi bên, đổi phải bên. Không? Chắc không? Đổi bên, đổi bên. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này nó phải, nó bấp lên. Bạn bỏ đi. Trông tủ ngược. Sai rồi. Ôi, sai rồi. Cái kia. Cái quần bay nó phải bên kia. Cao lên nhá. Từ từ bên này chưa vào. Bên chưa vào. Từ từ nhấc lên đấy, nhấc lên. Nghĩa phải lùi ra sau ấy, lùi ra hướng của em luôn này. Thì bên này lại chưa vào. Thế phải vào hai cùng lúc rồi. Phải vào hai cùng một lúc ấy. Cho bên nhím vào trước nè. Bên mình, bên đây dễ vô hơn này. Ở bên nhím về trước, không phải nghiêng từ bên nhím sang. Đúng rồi đấy. Là bên nhím vào đúng không? Rồi xong anh đẩy cái chân một từ từ lên. Thẳng lên nữa. Nhấc lên một tí không? Đấy đấy. Cái này phải chú ý trước một tí em ạ. Đây còn một tí nữa thôi nhỉ. Bên kia vào chưa? Chưa. Bên này phải vào. Nếu mà đẩy cái hông nó lên thì vô được ấy. Ờ, tao nghĩ là phải kéo cái hông lên một tí ra. Có hai thằng nhấc cái này lên xem nào. Hai thằng nhấc cả cái này lên. Từ nhá, đỡ ở dưới nhá. Cầm đây cẩn thận gãy đấy. Rồi, quay ngang được không? Đây, Thảo đỡ anh cái này cái. Đỡ đi. Đây, từ để anh xem nào. Ờ, đỡ thẳng lên mà. Thẳng lên, đỡ chân nhá. Ok. Thẳng lên không vào được anh ạ. Gì đấy nhỉ?
Đây, 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 tụt cái chân nhá, tụt cái chân. Tụt cái chân, từ từ nhá, đấy, cứ lách lách trái phải. Để em phải cố định cái luôn. Nhưng sang góc một tí thôi mà em. Cái này thì vào được, còn cái bên kia đâu ấy. Đây này. Xoay, 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 mọi người xoay. Cứ đỡ nha, người đang nói ra bị nặng quá. Không, mình đang nghiêng đèo đúng hướng, mình nghiêng đúng hướng là nó tụt vào luôn đấy. Chữa ra bên phải. Ngã về cho mọi người. Ngã về độ chứ. Ngã về là sai đấy. Đâu anh thấy cái bàn chân nó không? Cái chân nó đang bị chéo ra bên ngoài, cái mũi chân ở đây. Chéo về bên này. Đúng rồi, cái chéo ở bên phải của mình. Bên phải, đây bên tôi. Đấy. Xem mà nó bị nghiêng về hướng nào, mình nghiêng lại hướng thẳng là chui vào được mà. Lắc lấy cái ấy. Cái thân về, thân đâu rồi? Thân kia. Em cùng nhau đỡ cái thân nào. Thân để cao. Lưu nhím. Con này phải đóng cái lồng này. Cao lên một tí, cao hẳn lên. Lắp cái đầu cái này dễ, cái này dễ. Cái này dễ. Đầu cũng dễ nhưng mà em nghĩ phải có thang. Cái ghế chắc thang. Trông cái này nó cũng đeo chắc nhỉ. Cái này tuột thì không tuột được nhưng mà nó sợ. Em lên vì sao rồi? Cao nhất nhịp cao Bỏ ngọc đi. Ui, cái này bằng thủy tinh các ông ạ. Nhìn ngôi sao làm đẹp, cái này đúc như ở nguyên khối ấy nhỉ. Đỉnh dã man luôn. Bóng loáng. Đẹp. Đẹp vãi. Cầm nhanh để gãy. Cái này không tránh được không ạ? Vận chuyển thì kiểu gì nó cũng sẽ bị gãy thôi, nhưng mà nó lại gãy đúng cái đai. Tôi lấy keo con voi về tôi dán tạm vào rồi nhưng mà cũng không được. Nên là tạm thời tôi thít cái dây này vào để quay nốt mấy cái cảnh cho các ông xem ra. Sau đấy là mấy hôm nữa tôi bắt đền cái bên bán mô hình sau. Bỏ ra anh xem nào, tay ra xem nào. Trông nó hơi bẩn một tí, các ông thông cảm nhá. Nhỉ.
May quá có mấy thằng em sang lắp mô hình cùng thì tôi cũng đỡ khổ hơn các ông ạ. Đỡ bị đau lưng, với cả là phải có đông người thì mới đẩy nó được vào cái góc trong này, xong rồi mới đẩy được con cá đích ra cái góc ngoài này. Nhưng mà nó đang bị vấn đề đấy, con cu ở trong nó hơi tối. Mặc dù tôi đã mua mấy cái đèn led dây về để tôi chui vào trong ống quần nó, chui vào trong thắt lưng nó rồi, nhưng mà trông nó kiểu cứ sáng sáng trông cứ tiều tiều thế nào ấy. Nên là sắp tới chắc là tôi phải gọi thợ đến lắp một cái đèn spotlight chiếu vào để trông nó sẽ nổi bật hơn. Tiện đây tôi giới thiệu luôn với cả các ông cái cây máy tính mới của tôi. Hôm trước tôi có bảo trên stream với cả các ông là được các hãng giúp đỡ cả tài trợ ưu ái một tí. Hiện tại tôi cũng đã đóng được một cái cây máy tính mới. Cái cây máy tính cũ của tôi thì từ tháng 9 năm 2019 đến bây giờ là cũng vào khoảng gần 2 năm rồi. Trong 2 năm đấy là nó phục vụ tôi với cả phục vụ các ông không nghỉ một tí nào. Từ chơi game cho đến dựng clip cho đến làm đủ trò linh ta linh tinh, mà bây giờ nó đang có dấu hiệu là có thể là về hưu được rồi các ông ạ. Nên là bây giờ được các hãng tài trợ ra một cái cây máy tính lung linh hơn, đèn đóm hoành tráng hơn, cấu hình nó xịn xò hơn, công nghệ nó mới hơn, thì tội gì mình không đổi sang mình dùng nhờ. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cả các ông cấu hình chi tiết của cây máy tính mới này nhá. Tháng 3 vừa rồi thì Intel vừa mới cho ra mắt con Core i9 thế hệ thứ 11. Cái máy này của tôi thì dùng cái phiên bản cao cấp nhất, đấy là i9-11900K. Tôi cũng hay theo dõi được công nghệ cho nên là cũng khá là bất ngờ khi mà năm nay Intel lại giảm một số nhân với cả số luồng xuống. Năm trước tôi nhớ là cái con i9-10900K là 10x20 luồng, mà năm nay chỉ còn có 8x16 luồng thôi. Nhưng mà khi mà tôi tìm hiểu thì tôi mới thấy là hầu hết tất cả những game bây giờ thì nó chỉ hỗ trợ tối đa 8x16 luồng thôi. Chắc là đấy cũng là lý do tại sao mà cái con CPU mới này Intel họ gọi là designer to game, tức là chỉ tập trung vào cho kiểu game thủ thôi thì phải. Cái việc mà giảm nhân với cả giảm luồng này xuống thì tôi nghĩ là kiểu để đỡ thừa đỡ phí, tiết kiệm điện năng hơn mà nó lại mát hơn. Nghe nó cũng hợp lý nhỉ. Yeah. Quan trọng nhất là cái con i9 thế hệ 11 này nó hỗ trợ RAM DDR4 với cả là cái PCIe 4.0. Cái PCIe 4.0 này thì kiểu như là nó là một chuẩn kết nối mới nhanh nhất ở thời điểm hiện tại ấy, thì nó sẽ kết nối với mấy cái kiểu cạc hình này, xong rồi ổ cứng mới mà có hỗ trợ PCIe 4.0, nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ kiểu tối đa được cái hiệu năng của nó ấy. Cái cây máy tính mới này bên Corsair cũng lắp cho tôi luôn hai cái ổ 2T M2 PCIe 4.0. Thì nếu như mà tôi cài game mà mấy cái ổ đấy mà nó đạt được cái hiệu năng tối đa ấy, thì những cái game nặng nặng giống như kiểu là ARK này, Conan Exel này hay là DayZ mà anh em mình hay chơi mà nó loát lâu lâu ấy thì nó sẽ loát nhanh hơn rất là nhiều. Máy này dùng con main Asus Z560 Maximus Extreme phiên bản thứ 13. Cái main này thì tôi được Asus họ gửi trực tiếp từ bên Đài Loan về. Họ gửi xong họ đóng một cái thùng gỗ to dã man, mà hôm đấy may quá có thằng Hiếu Lợn đây, hai thằng vật mất đâu đấy khoảng 30 phút mở gãy cả búa ra thì mới ra được cái main này. Thì đợt đấy tôi có khoe trên stream với cả các ông rồi. Quả main này thì đen xì nặng trịch luôn. Trên này có quả màn hình bé bé hiển thị mấy quả thông tin như kiểu nhiệt độ này, xong rồi lỗi liếc này, xong rồi logo. Con này được cái là lắm cổng kết nối, hai cổng Thunderbolt 4 Type C, xong rồi kết nối chuẩn PCIe 4.0. Thấy bảo là con cắm được 5 khe SSD M2. Thì con này tôi dùng mất 2 khe rồi. Socket mới nhất 1200 là dành cho mấy con Intel thế hệ thứ 11. Công nghệ về thì nó hiện đại rồi, anh em mình mà có điều kiện ấy, cứ chơi hết mấy cái main dòng Z, xong rồi là đóng thêm mấy quả chip dòng K vào. Hay là chơi game thì nặng là nó tự ép xung lên, anh em chơi mượt cứt luôn. Trước giờ thì chưa bao giờ tôi được dùng 64GB RAM cả các ông ạ. Vẫn là cặp RAM Dominator Platinum RGB. Và bên trên này tôi còn thấy thêm một cái dòng chữ MiCPC Custom 27 tháng 1. Chia sẻ với cả các bạn một tí là đúng là cái dự án mà lắp một cái cây máy tính mới này để quay lên thành cái clip này là bọn tôi với cả các hãng là định làm từ tháng 1 rồi. Tuy nhiên là do tình hình dịch đồ nó về chậm, sau đấy là còn mấy cái vấn đề như kiểu là thiếu đồ, khan hiếm hàng. Sau đấy là bên Intel họ cũng bảo là thôi thì đợi đến tháng 4 đi ra con CPU mới lắp luôn một thể cho nó xịn hẳn. Thì đến bây giờ thì mới có một cái cây máy tính đây để có thể review cho các ông. Đấy. Quả cặp RAM này là 4 thanh 16x4. Lần đầu tiên tôi được dùng 64GB RAM luôn đấy. Bên cô xe thì thấy tôi chơi game nhiều mà toàn là game nặng ấy, nên là họ rất là tâm lý, họ chuẩn bị luôn cho tôi hai cái ổ 2T M2 chuẩn PCIe 4.0. Tốc độ thì better là nhẹ. Ở thời điểm hiện tại thì anh em đang gom cạc về để đào coi kinh quá cho nên là Vega đang cháy hàng các ông ạ. Có mấy con Vega mà dùng được khoảng năm rồi anh em bán đi lơ ngớ rồi còn lãi nữa cơ. May quá bên Acer họ vẫn còn để lại được cho tôi một con ROG Strix 3090. Hôm qua thì tôi có nhờ bên Acer gửi lại cho tôi một con mới để quay cho nó đẹp. Nhưng mà bên hãng bảo là cũng chịu thua, bây giờ chả kiếm được thêm một con nào nữa rồi nên là thôi tôi cứ phải cầm cái hộp này tôi múa vậy không ạ. Về thông số với cả hiệu năng thì có lẽ là cũng không cần phải giới thiệu nhiều rồi. Con Acer ROG Strix 3090 này đang là một trong những con cạc mạnh nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Bên Acer họ vẫn giữ thiết kế là ba quạt trải đều, nhưng mà
nó nhiều cánh quạt hơn. Với cả quạt ở giữa thấy bảo là quay ngược lại để tạo ra một cái luồng gió đối lưu kiểu kiểu gì đấy, tản nhiệt nó tốt hơn, hiệu năng nó cao hơn. Con này của tôi thì tháo cái tản khí ra rồi để lắp cái block nước rồi. Nếu như các bạn quan tâm về cái mã block nước, tôi có để tên ở bên dưới luôn để các bạn tiện search nhá. Nguồn thì lúc nào tôi cũng chơi 1200W các ông ạ. Trước thì tôi cũng có giải thích với cả các ông rồi, đấy là không phải lúc nào máy nó sẽ lấy 1200W ra để nó chạy. Tức là cái cây máy tính mình cần bao nhiêu nó sẽ trích ra bằng đấy mà thôi. Tuy nhiên là chạy một cái nguồn nó tốt ấy thì cây máy tính nó sẽ ổn định hơn. Xong rồi là tuổi thọ của phần cứng nó sẽ cao hơn, anh em mình cũng yên tâm hơn, đúng không? Cái hệ thống tản nhiệt nước Hydroic của bên Corsair thì nó quá nổi tiếng rồi các bạn. Nổi tiếng về cái độ đẹp, nổi tiếng về cái độ chất lượng hoàn thiện, chất lượng gia công, nổi tiếng luôn về cả giá nữa. Ở phân khúc tản nhiệt nước cao cấp thì bây giờ Corsair chắc là làm chùm rồi các bạn. Đủ hết tất cả những cái loại linh kiện từ CPU, GPU, ống dẫn này, tăng chứa nước, bơm này, đầu nối này, nước làm mát này, tôi thấy là cái gì nó cũng có. Từ mẫu mã, kiểu dáng cho đến hệ thống đi kèm, các bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế ra một con PC đẹp theo phong cách của mình mà không sợ đụng hàng. Nhưng mà quan trọng là giá nó vẫn hơi chát các bạn ạ. Glen là đơn vị phân phối độc quyền Hydroic ở Việt Nam rồi. Nếu như ông nào mà muốn lắp một cái cây PC hay là muốn ra nhờ các bạn tư vấn làm sao để có một cái cây lung linh nhất theo phong cách cá nhân nhất, cá tính nhất, thì tôi sẽ để địa chỉ bên dưới, nếu như các bạn có nhu cầu các bạn cứ qua để các anh tư vấn cho nhé. Cái cây máy tính này thì từ đầu tôi cũng định làm cái ý tưởng sao cho nó kiểu độc, xong rồi cho nó chiến dã man ấy. Nhưng mà sau nghĩ lại góc sửa chim tôi bề nó cũng hẹp, làm mấy cây kiểu đặc biệt thế trông sợ nó lại chả ra cái gì cả. Nên là bây giờ làm theo kiểu đơn giản thôi, là đóng hai luồng nước, một luồng màu xanh, một luồng màu đỏ, xong bên dưới này có thêm mỗi chữ PC Gaming nữa, trông nó kiểu đơn giản mà nó vẫn tinh tế như con người tôi vậy. Cái cây mà tôi đang dùng này là 680X, nó có một cái phiên bản nhỏ hơn là 280X mini ấy. Ông nào mà thích đóng cái cây như tôi ấy thì các ông cứ lên tìm hiểu vỏ của Corsair. Chia sẻ với các ông một tí là đúng ra ngày xưa khi mà đóng cái cây này là tôi sẽ dùng cái vỏ này này. Cái vỏ này là vỏ 5000X nhưng mà nó bị to quá, nó bị cao quá. Nên là tôi xin hãng là anh ơi mẹ, vỏ to như thế này thì làm sao mà em có thể để lên trên cái phòng stream của em được. Thì hãng lại bảo là thôi thì tao gửi cho mày mất rồi, biết làm nhào. Thì bây giờ tự nhiên lại thừa ra một quả vỏ này các ông ạ. Đây để tôi cho các ông xem vỏ này nhá. Cái vỏ cây mà tôi đang dùng này là 680X, nó có cái phiên bản nhỏ hơn nữa là 280X mini. Còn cái vỏ cây này là 5000X. Đúng ra từ đầu là bên hãng là định đóng cái cây máy tính của tôi vào trong cái vỏ này. Vỏ này nó to, nó thoáng hơn, nhưng mà để ở trên cái góc stream của tôi trông nó lại hơi bị choán, nó không có chỗ để. Nên là tôi có xin hãng là thôi đổi cho em cái vỏ nó khác, nó nhỏ nhỏ hơn đi. Thì cái hãng này cái vỏ này hãng lại gửi sang nhà tôi mất rồi. Thì hôm trước tôi cũng có nói chuyện rồi là cái vỏ này sẽ làm giveaway cho các bạn. Thì sắp tới hãng Corsair họ sẽ làm giveaway cái vỏ cây này ở trên fanpage của Corsair luôn các bạn nhá. Thì lúc nào mà có giveaway rồi thì tôi sẽ báo cả các bạn để các bạn tham gia. Tiện đây nữa thì sẽ có một cái miếng custom chữ PC Gaming ở đây để các bạn có thể để ở trong cây. Cái miếng này thì hiện tại trên trái đất chỉ có hai cái thôi, một cái thì tôi đang dùng rồi, còn một cái thì sẽ dành cho bạn nào may mắn nhất chúng được giveaway ở trên fanpage của Corsair, các bạn nhớ tham gia nhá. Đây tôi để cái miếng này trong cái vỏ cây này luôn nhá. Thì nếu như bạn là chúng thì bên Corsair sẽ gửi tận giường cho các bạn. À, vẫn chưa hết. Mấy ông anh bên Asus hay xem tôi bắn set GO hay sao ấy. Dạo này tôi toàn tụt tranh rồi các bạn ạ. Bắn trừ elo liên tục luôn, nên là tặng cho tôi một quả màn 360Hz các ông ạ. Ui dã man thực sự luôn ấy. Tôi nhớ là ngày xưa cái hồi mà 60Hz đang phổ biến mà 144Hz nó ra đời ấy, gom tiền mua được quả màn 144Hz là bảnh dã man rồi, chơi mượt thực sự. Sau đấy bẵng đi được khoảng mấy năm mà 240Hz bắt đầu ra đời các bạn ạ. Lần đầu tiên được ngồi 240Hz thì ui đỉnh thực sự ạ. Nhưng mà bây giờ công nghệ loài người nó phát triển rồi các bạn, người ta đã ra đến màn hình 360Hz rồi. Ui, kinh dã man. Tôi không có thời gian tôi bóc cái hộp này ra, tại vì bây giờ bóc ra thì đã dọn đau cả lưng không ạ. Nên là tôi giới thiệu qua với cả các ông như thế thôi. Mã của nó là TG259QN các ông ạ. Con này là 24.5 inch. Thì tôi cũng không tiện mở này ra, tại vì nếu như có mở ra để anh em có ngồi xem thôi, nếu cũng không có tác dụng gì cả. Mình phải được trải nghiệm, mình chơi thử cơ. Thì hôm nào tôi sẽ lắp con này vào, tôi bắn thử CGO, sau đấy tôi sẽ review cho các ông sau nhá. À quên, còn một cái hộp đồ bên Corsair họ gửi nó để tôi bóc nốt. Tôi thì cứ cần những cái đồ gì thì tôi sẽ báo với cả bên Corsair, thế là họ gửi cho tôi. Thế là tôi đỡ tốn tiền mua.
thì cái thùng này tôi cũng không nhớ được là nó là có những cái đồ gì, nhưng mà nó cũng mới về được khoảng 2 tuần nay thôi, gửi từ Đài Loan về. À, đây là password. Password RGB. Ờ, bây giờ người ta đang có quả meta là kể cả password cũng phải phát sáng, phát sáng xung quanh. Đây là một con chuột. Con này là Sabre RGB Pro. Wow. Con này chuyên dành cho dòng gaming. Ừ ha, đấy, đấy là cái hộp bên này. Cái con hộp này thì sẽ là cái gì? Chắc là kiểu toàn gaming gear các bạn. Wow, một chú bàn phím K100 RGB. Uầy, tôi dùng K95 và bây giờ đã lên đến K100 rồi. Wow, trông được nhá. Nào, mấy hôm nữa các bạn sẽ thấy tôi dùng con này đấy. Tôi đang muốn đổi. Thật tình cờ, vợ tôi vừa bảo là cái bàn phím ở trên tầng em không có bên Numpad. Thế thôi, tôi sẽ đổi lại cái bàn phím này, xong rồi tôi sẽ đưa lại cái bàn phím cũ lên cho vợ tôi. Ui, nhìn này, đẹp dã man ạ. À, đèn LED RGB ở trên này luôn. Ui, có cả phím cảm ứng ở đây luôn. Chất dã man, hôm nào tôi sẽ làm clip review của công con bàn phím này như nào. Đây có cái tai nghe nữa. À, tôi nhớ cái tai nghe này rồi. Cái tai nghe này có một đợt tôi làm live stream với cả bên có xe. Sau đấy là người ta gửi cho tôi cái tai nghe này để tôi làm giveaway cho các bạn. Nhưng mà tôi không được dùng. Thế hôm đấy tôi có tiện mồm tôi bảo, ui tai nghe dùng thích nhở, đẹp nhở, trông sang nhở, tinh tế nhở. Thế là hãng tặng tôi luôn. Bên có xe thì họ có một cái hệ sinh thái đồng bộ đèn tên là IQ đứng hình mất 5 giây. Thì ông nào mà dùng có xe thì các bạn sẽ biết là sẽ có một cái phần mềm để chỉnh. Main Asus này cũng hỗ trợ này, nên là sẽ đồng bộ hóa hết tất cả các loại đèn luôn. Các bạn có thể tùy chỉnh theo ý của mình, hợp lý phết. Công xem clip dài như này các ông có thấy mệt không? Dạo này tôi cứ bị kiểu là tôi quay cái clip nào là nó phải thật dài ấy. Chắc cũng chán lắm rồi đúng không? Ôi cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã cùng tôi lắp mô hình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem tôi khoe cây máy tính mới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã cùng tôi mở khóa của hãng. Đặc biệt là cảm ơn Intel, cảm ơn Asus và cảm ơn Corsair cùng với bên Glen đã giúp tôi có một cây máy tính mới mà tôi rất là ưng ý để lại phục vụ các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Bye bye, chào các bạn.